Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động tham mưu cho Thành ủy và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh. Năm 2022, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xử lý các tình huống trên khu vực biên giới, biển, bảo đảm đúng chủ trương, đối sách, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương những kết quả mà Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức hiệu quả hoạt động của mạng thông tin liên lạc biển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung kiểm soát chặt tại khu vực cửa khẩu cảng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động đề ra các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.